VFF quyết định cực sốc, đưa thầy Gom lên thay thầy Park, đặt mục tiêu cả Đông Nam Á không dám nghĩ, người hâm mộ ngỡ ngỡ. Đội tuyển Việt Nam đã chinh phục hàng loạt cột mốc lịch sử tại vòng loại World Cup 2022. Tiếp nối thành công này, VFF đã quyết định trao đặc quyền cho người kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo là huấn luyện viên Gom Kyu-in để đầu tư cho U23 Việt Nam với mục tiêu giành vé tới vòng chung kết World Cup 2026. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thiết lập hàng loạt cột mốc vừa tiền khoáng hậu trong lần đầu tiên lọt vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam đã xô đổ kỷ lục giành nhiều điểm số nhất của đại kình địch Thái Lan. Nhưng chiến binh sao vàng cũng là đại diện đầu tiên của Đông Nam Á giành chiến thắng ở vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup sau khi đánh bại Trung Quốc với tỷ số thuyết phục 3-1. Tiếp nối thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã xác nhận tiếp tục đầu tư mạnh tay cho đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, đại diện VFF khẳng định tạo mọi điều kiện tốt nhất để bồi dưỡng và phát triển bóng đá trẻ. Mục tiêu là để xây dựng lực lượng nòng cốt cũng như là thế hệ kế cận nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục World Cup 2026. Theo đó, lứa cầu thủ U23 tới U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được thi đấu giao hữu cũng như là ra nước ngoài tập huấn trong tương lai gần. Hiện tại, U20 Việt Nam do huấn luyện viên Đinh Thế Nam đảm nhận đang có chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Nhật Bản. Dự kiến từ nay tới cuối năm, U17 Việt Nam của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn sẽ lên đường ra xứ sở mặt trời mọc để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Nhờ mối quan hệ của VFF, lứa đội tuyển trẻ của đội tuyển Việt Nam đã dự kiến sẽ được tập luyện tại trung tâm Jigurin Sakai ở tỉnh Osaka, đây được xem là lò đào tạo số 1 của Nhật Bản do chính Liên đoàn bóng đá nước này thành lập và quản lý, cơ sở vật chất và giáo án huấn luyện hàng đầu châu Á ở thời điểm hiện tại. Lứa cầu thủ U21 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức một giải đấu có quy mô quốc tế trong năm 2022, sẽ có 3 đội được VFF mời đến tham dự, giao hữu với đội tuyển U21 Việt Nam, trong đó dự kiến có 2 đại diện quốc tế và 1 đại diện tới từ châu Á. Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng cho biết là trực tiếp ra chỉ thị đặc biệt với huấn luyện viên Gom Kyu-in với mục tiêu, vai trò khát khao, tuyển trạch, tài năng trẻ. Mục tiêu là tìm kiếm và chuẩn bị cho lực lượng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 32 diễn ra vào năm 2023, ASEAN 2019, vòng loại U23 châu Á 2024. Trước đó, huấn luyện viên Gom Kyu-in cũng đã gây được ấn tượng rất tốt tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra vào đầu năm nay. Người kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo dù chỉ sử dụng nhiều tài năng trẻ thuộc lứa U21 như Quan Văn Chuẩn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, nhưng đã đưa U23 Việt Nam vào tới tứ kết của sân chơi giành giá nhất châu Á. VFF tin rằng với sức lực của cả hai nhà cầm quân ngoài Hàn Quốc, cơ hội để đội tuyển Việt Nam cạnh tranh tấm vé tham dự World Cup 2022 sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Bên cạnh việc đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá trẻ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã lên kế hoạch giữ chân cả hai vị huấn luyện viên. Cụ thể, từ nay tới cuối năm, lần lượt hai vị chiến lược gia sẽ bắt đầu quá trình đàm phán ký vào bản hợp đồng có thời hạn ít nhất là tới năm 2025. Những điều khoản tự động gia hạn cũng sẽ được VFF đề xuất để hai nhà cầm quân này trở thành hạt nhân chính trong đại dự án phát triển bóng đá Việt Nam. Nếu thành công trong việc giữ chân huấn luyện viên Park Hang-seo và Gom Kyu-in, giấc mơ được quốc kỳ Việt Nam tung bay ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chắc chắn sẽ không còn xa. Mới đây, tờ Records.pt của Bồ Đào Nha đã có một bài phân tích chi tiết về tiềm năng của bóng đá Việt Nam, trong đó có vòng chung kết World Cup 2026 là mục tiêu được kỳ vọng nhiều. Người dân Việt Nam rất yêu bóng đá, họ cuồng nhiệt với đội tuyển bóng đá và mới đây thì họ cũng đang được thống trị khu vực Đông Nam Á. Cây bút Philippe Diaz đã mở đầu bài viết của mình. Phóng viên của tờ báo này tiếp tục. Bạn đã từng nghe tới tiền đạo Nhâm Anh Dũng hay chưa? Cậu ấy thật sự trở thành người hùng của bóng đá Việt Nam khi ghi bàn giúp cho đội nhà lần thứ 2 liên tiếp vô địch tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Thành công tạo tiếng vang khiến cho Records một lần nữa đã phải hướng sự chú ý tới quốc gia châu Á này và dành những lời tán thưởng cho phát triển bóng đá của nơi đây. Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á với sự dẫn dắt của ông Henry Calisto, một người huấn luyện viên Bồ Đào Nha, và giờ đây họ đang có những mục tiêu lớn hơn với hy vọng có thể góp mặt tại một kỳ World Cup. Thái Lan và Việt Nam là hai đội tuyển được nhắc tới nhiều nhất ở Đông Nam Á khi Liên đoàn bóng đá thế giới quyết định tăng số suất tham dự vòng chung kết World Cup 2026 lên 48 đội thay vì chỉ 32 đội như các kỳ giải trước đó. Số suất châu Á tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sẽ tăng lên 8,5 suất, nên những đội từng vào tới vòng loại cuối cùng khu vực châu Á của các kỳ World Cup gần đây bao gồm cả Thái Lan và Việt Nam cũng sẽ được nhắc tên. Nhưng chính các nền bóng đá này nhận ra rằng mọi chuyện không dễ dàng như lý thuyết. Huấn luyện viên của đội tuyển Thái Lan Manu Pokin nói rằng việc tăng số suất của châu Á tới World Cup về lý thuyết mở ra cơ hội cho các đội bóng, tuy nhiên mọi việc vẫn rất khó khăn với Thái Lan. Bởi vì khi so sánh thứ hạng đội tuyển Thái Lan với các đội khác thì chúng ta vẫn còn xa so với top 9 châu Á, ông nói.
Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương phân tích cụ thể hơn nguyên nhân vì sao các đội Thái Lan hay Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn khi mà tranh vé đua tham dự vòng chung kết World Cup 2026 dù số suất của châu Á tăng lên. Ông nói, 8,5 suất dành cho châu Á nhưng có lẽ sẽ có 6 đội chắc suất, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Australia và Qatar. Nhóm đội hình khác tranh 2,5 suất còn lại sẽ là UAE, Bahrain, Kuwait, Lebanon, Oman, Syria, Uzbekistan, Iraq và cả Thái Lan. Thể thức của vòng loại World Cup ở kỳ giải đấu tới cũng sẽ thay đổi, tạo ra thách thức lớn cho đội tuyển Việt Nam. Trước đây, vòng loại thứ 3 khu vực châu Á chỉ có 12 đội chia làm 2 bảng, còn kỳ vòng loại World Cup 2026 sẽ có 18 đội vào vòng loại thứ 3 và chia làm 3 bảng. Bóng đá Thái Lan đã trải qua nửa năm 2022 không thành công khi không đạt được danh hiệu ở khu vực, đặc biệt là các giải đấu trẻ. Thống kê, đội tuyển Thái Lan đã có 9 lần thua đội tuyển Việt Nam trong các giải đấu của khu vực. Cụ thể, đội tuyển U23 Thái Lan 3 lần thua U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022 và chung kết bóng đá Nam SEA Games 31. Đội U19 Thái Lan 2 lần thất bại trước U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2022 và giải U19 quốc tế tại Bình Dương. Đội tuyển nữ Thái Lan để thua đội tuyển nữ Việt Nam 2 lần tại chung kết SEA Games 31 và Playoff Asian Cup 2022. U16 Thái Lan thua U16 Việt Nam tại bán kết giải U16 Đông Nam Á 2022 và đội tuyển U18 nữ Thái Lan cũng thua U18 nữ Việt Nam tại vòng bảng U18 nữ Đông Nam Á 2022. Cá nhân tôi cho rằng nguyên nhân các đội trẻ Thái Lan thất bại là do các cầu thủ trẻ không có giải để thi đấu. Điều đó khiến cho họ không thể phát triển một cách liên tục. Ngoài ra, việc chỉ tập trung 1-2 tuần trước khi tham dự giải đấu cũng là điều khiến cho các cầu thủ không có điều kiện phát triển, ông Poking cho biết với Sam Sport. Ông Poking vẫn đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan, nhưng tại SEA Games 31 vừa qua, ông đã được chuyển qua làm nhiệm vụ cùng với đội U23. Ở trận chung kết môn bóng đá nam, U23 Thái Lan đã thua U23 Việt Nam và tuột mất tấm huy chương vàng tỷ số là 0-1. Theo ông Poking, sắp tới các giải đấu trẻ của Thái Lan sẽ quay trở lại, tổ chức một cách bài bản hơn. Đó sẽ là điều kiện để các cầu thủ trẻ Thái Lan có nhiều cơ hội thi đấu, phát triển và tạo nền vững chắc cho tương lai. Trước sự chỉ trích của người hâm mộ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng đã lên kế hoạch xây dựng một trung tâm huấn luyện hiện đại, nhận thấy có những bước tiến vượt bậc trong công tác đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam.